Rồi, tiếp tục nhé. Đây, cô sẽ viết một cái file object ha. Object demo ha. .html đi ha. Đây. À. Ok. Rồi. Cô chắc thu nhỏ cái cho các bạn nhìn cho được nhiều chữ. Rồi, cũng tương tự cô sẽ để cái script ở đây nhé, để tương tự ở đây các bạn có thể viết một cái file khác nhưng mà cô viết ở đây. Rồi, cô sẽ vào submit một bạn, tôi vừa nghe tinh tình. Rồi, hello Nhân Trần nha. Ok. Rồi. Thì cũng tương tự cô chạy nó trước ha, để các bạn nhìn thấy nó. Chạy cái này trước. Thì hôm nay cô sẽ nói về object ha các bạn. Object. Đối tượng. Thì JavaScript là một cái ngôn ngữ, nó là có thể viết bằng cái function, có thể viết bằng object được. Nó giống kiểu lưỡng tính ấy, nó viết kiểu gì cũng được. Nhưng mà xu hướng là người ta dùng function nhiều. Cho nên là sau này người ta chuyển sang viết function component nhiều lắm. Đấy. Tuy nhiên, người ta sử dụng object để làm gì? Thế hiện tại thì object mục tiêu lớn nhất của nó hiện tại á, đang là dùng á, là nó để tổ chức dữ liệu. Tổ chức dữ liệu ở dạng đối tượng. Đối tượng ha. Thì nó có nhiều cách khai báo lắm. Cách khai báo mà cổ điển nhất các bạn thấy á, nó dùng cái toán cái class, cái object tên là object. Ví dụ như là var SV gắn bằng new object. Đây. Cái này là một đối tượng có sẵn. Và nếu mà new nó ra thì nó là bản thân cái SV nó sẽ là một đối tượng. Thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách là các bạn alert cái type of ha. Type of của cái anh SV này thì các bạn thấy là nó sẽ là kiểu object này các bạn. Thì cái SV bản chất nó đối tượng rồi. Đấy, nếu như để cái này là số 5 thì nó sẽ là kiểu số number. À, nhưng mà tôi khai báo là object thì nó sẽ hiểu là object. Ok không ạ? Rồi. À, tuy nhiên là cách khai báo này tương đối cũ rồi các bạn ha. Tương đối cũ rồi. Thì cô không bàn với cái này nữa. Để đỡ mất thời gian các bạn nhé. Đấy, cô không bàn với anh này nữa. Rồi, có cách một cái cách khai báo thứ hai. À, cái anh này thì nó lại có nhược điểm, tức là nó mỗi lần nó chỉ tạo được một object thôi. Đấy, nó cũng có nhược điểm đấy, cho nên nó cũng mỗi lần tạo được cái thôi. Đấy. Thì có một cách thứ hai là các bạn có thể tạo một cái mẫu. Tạo một cái mẫu ha. Tạo một cái hàm mẫu. À, hàm mẫu. Đấy, để tạo object. Ok, và cách để tạo hàm mẫu thì các bạn tạo một cái function bình thường thôi. Function. Và ví dụ tôi có để là cái mẫu là sinh viên. Tôi để có hai đối số là mã số sinh viên và tên họ tên. Sau đấy tôi để là đít chấm, các bạn thấy đít quen quen đúng không? Mã số sinh viên bằng mã số sinh viên, đít chấm họ tên bằng họ tên. Đấy, cố tình cô đặt cái mã số sinh viên này khác với anh này nhé, cố tình đặt khác bởi vì là cái này viết hoa này, cái này viết thường này. Nhưng mà đặt giống nhau không sai nhé các bạn. Tại vì hai anh này khác nhau. Hai anh này khác nhau. Cái này á là cái thuộc tính. Còn cái này là cái đối số thôi. Để cái tham số được truyền vào đây thôi. Hai anh này khác nhau. Cho nên các bạn đặt giống tên cũng được, mà khác tên cũng không sao. Đấy. Cái này cũng là một cái cô hay hỏi một số bạn. Đúng không ạ? Một số bạn hỏi vậy bây giờ đổi cái này được không? Đấy, đổi sang chữ hoa chữ thường được không? Nhưng bạn không hiểu là không trả lời được. Ok. Đấy, chỉ cần hỏi cái nhỏ nhỏ thôi là biết các bạn có hiểu hay không ha. Rồi, khi tôi có tạo một mẫu, có nghĩa là cô có một sinh viên và có hai thuộc tính là mã số sinh viên và họ tên. Còn định nghĩa object như nào thì các bạn cũng học nhiều rồi, đúng không? Object là một đối tượng thực trong cuộc sống, đúng không? Thì lập trình á, thì nó sẽ hướng đối tượng, có nghĩa là nó sẽ hướng tới những cái thực thể giống trong đời sống các bạn, nó gần gũi với cuộc sống ha. Và đối tượng thì nó có thuộc tính và phương thức.
thuộc tính thì phải gắn với đối tượng đó. Ví dụ như sinh viên thì phải có mã sinh viên, họ tên. Chứ sinh viên thì không liên quan đến lương. Nhân viên thì liên quan đến lương, ví dụ thế, nhưng mà không có thuộc tính lương, ví dụ thế. Hay là giảng viên thì có, cũng có mã giảng viên, cũng họ tên, cũng ngày sinh, vân vân. Đúng không ạ? Đó, hay là cái laptop thì thuộc tính của nó sẽ là cái màu sắc của laptop, rồi cái nhãn mác của nó, rồi cân nặng cái laptop để bao nhiêu cân, rồi cấu hình của laptop, ví dụ như thế. Nó thuộc hãng nào? Thì cái đấy thì nó phải thuộc tính, nó phải gắn với đối tượng. Ok không ạ? Nó gắn với đối tượng. Hai là phương thức. Phương thức thì là các hành vi, hành động. Tóm lại là nó các cái function đó các bạn. Thì nó gọi là method. Mà method thì nó phải cũng phải gắn với đối tượng. Ví dụ như chiếc xe thì nó có run, có chạy, có thắng, có quay lui, có quay đầu, vân vân. Nhưng mà sinh viên thì không không có thắng. Sinh viên thì nộp học phí thì lại, đúng không? Làm bài test. Đúng không? Hay là tính điểm. Tính điểm cũng là một cái hàm, tính điểm trung bình cho sinh viên cũng là một function. Đấy. Thì hoặc là hình tròn, hình vuông. Hình tròn, hình vuông thì có cái phương thức là tính diện tích, tính chu vi. Thì phương thức nó là hành động, hành vi, đúng không ạ? Một cái action nào đó. Đấy, nó phải là động từ ha. Rồi, cái này thì ví dụ như cô có cái điểm nữa đi ha. Đít chấm điểm bằng điểm đi ha. Đấy, điểm này không có là nó báo ạ, nó lỗi ạ. À, điểm. Ok, rồi. Thì cô muốn tạo một cái object dựa trên cái hàm mẫu này. Nếu như nó không được dùng làm hàm mẫu thì các bạn cảm giác nó như một cái hàm bình thường. Nhưng mà tôi lại cố tình tạo nó ra một cái hàm mẫu. Thì tôi dùng cái hàm mẫu này bằng cách là gì đấy ạ? Và SV gắn bằng new sinh viên, đúng không? Tôi truyền vào mã sinh viên là PS01. Đấy. Đấy, công, đúng không? Đấy, điểm, ví dụ điểm 8, như thế. Thì vậy là tôi vừa tạo ra một đối tượng là sinh viên. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể lốc ra cái sinh viên này, đúng không? Lốc ra SV. À, nếu mà tôi lốc SV này nó ra object đấy. Nó ra chữ object đấy. Đấy, F12 nè. Nó ra đó là một object. À. Đấy, nó lốc ra object nè, thấy không? Điểm lốc ra nhá. Đấy. Thì có phải là nó một object không? Hoặc là các bạn có thể lấy ra từng thành phần của nó, ví dụ là SV chấm mã số sinh viên thì nó lốc mỗi cái mã số sinh viên thôi, PS01. Đó, lốc cái họ tên thì nó ra đúng cái họ tên thôi. Đấy, công. Như thế. Ok chưa ạ? Đây, thì nó là một object. Rồi, để tạo ra để tạo ra một cái method ha. Method thì các bạn, method là một cái hành vi, đúng không? Nó function. Giờ tôi tính xếp loại đi ha. Đít chấm xếp loại. Thường thì các bạn thấy là khi mà đấy có chữ xếp là động từ đấy ha. Function. Đó. Đấy. If nếu tôi viết gì đây không? Là tôi viết thôi. Tôi viết gì tôi viết, đúng không ạ? Đấy, nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 8 thì tôi return, tôi trả về return là giỏi, đúng không? Else if tôi viết như nhanh nha, lớn hơn hoặc bằng đít chấm điểm, sorry mọi người, cô phải để là đít chấm điểm chứ điểm không không có được đâu nha. Đít chấm điểm, rồi đít chấm điểm lớn hơn bằng 5, cô để là trung bình khá, cả trung bình cả khá thì tôi để là trung bình khá, trung bình khá để đại thôi cho nó nhanh ha, cho nhanh hết. Ngược lại cuối cùng là yếu kém, đúng không? Return đấy. À, yếu kém đi ha. Thì các bạn thấy là ở đây là cô có một cái hàm. Và cái hàm này cô đặt cái tên cho nó, thấy không ạ? Cái hàm này thì các bạn thấy là không có tên.
thì các bạn quá quen với cái này. Chỉ có khác cái điều là ở chỗ này nè, cô để cái đít ở trước, là cái method này nó gắn với cái object này thôi. Ok rồi, bây giờ tôi muốn lốc ra cái xếp loại thì tôi lốc ra là, nhớ này, tôi tạo object là sinh viên, xong tôi lốc ra cái xếp loại thì phải là xếp loại của sinh viên này nhá. Thì lốc ra, lốc ra cái xếp loại cộng, đây, SV phải của object đó thì phải là SV chấm xếp loại ha. Nhớ là phải có mốc tròn tại vì nó là method. Đây, sinh viên xếp loại giỏi nè các bạn, thấy không? Đấy. Đấy, thì ở đây các bạn thấy là cái hàm này nè, gọi là cái hàm mẫu. Tại sao hàm mẫu? Thực ra là nó có đít ở đây các bạn này. Để chỉ ra nó là đít là gì? Đít là chính nó, tức là chính object đó đó, chính cái class đó đó thì gọi là đít ha. Thì anh này có ba thuộc tính là mã số sinh viên, họ tên và điểm, và có một cái method đó là xếp loại ha các bạn. Xếp loại này nó trả về giỏi nếu như này, trả về trường này nếu như này, và ngược lại thì nó trả về yếu kém. Đó. Và khi cô lốc ra nó sẽ lốc đúng ha, được ra kết quả rồi. Vậy thì đây là cô tạo được một object, nhưng cô có thể tạo thành một object khác thoải mái. Dựa trên cái mẫu đấy, SV2 gán bằng new sinh viên. Và đặt là PS02 thì các bạn sẽ hiểu đó là ý nghĩa của cái mẫu đúng không? Ví dụ như là sĩ Hoàn như vậy. Đấy, ví dụ như là 8.5 ví dụ vậy. Thì có phải là các bạn thấy không? Một cái mẫu các bạn có thể tạo được nhiều object nha các bạn, dựa trên một cái mẫu. Đấy. Và cái mẫu này viết một lần, các bạn không phải viết lại nhiều lần. Thì cái cách này nè là từ trước, là cách cổ điển nhất từ trước giờ khi các bạn tạo một đối tượng. Thì các bạn có hai cách tạo đối tượng. Cách thứ nhất là các bạn tạo từ cái object ha, cái class tên là object. Cách thứ hai là tạo từ một cái hàm mẫu, cái function mẫu này nè. Ok. Đó là cách từ xưa đến giờ khi chưa có các cái version mới của cái JavaScript thì các người ta vẫn dùng cách này. Và cách này vẫn là đang là một cái cách tương đối tối ưu khi các bạn tổ chức dữ liệu và làm việc với dữ liệu. Được chưa ạ? Cách này các bạn hoàn toàn có thể tạo được một mảng các cái sinh viên được nha, nhưng mà thôi không demo nữa, rất là mất thời gian. Rồi. Bây giờ có một cách nữa. Người ta gọi là object literal. Dùng cái object literal. Cô không nhớ. Literal đây, literal. Đấy. Thì dùng cái một cái toán tử dấu mốc nhọn để tạo object. Ví dụ như là va SV bằng. Đấy, mốc nhọn toán tử object. Đó. Dấu mốc vuông là bao mảng, còn dấu mốc nhọn là bao của object nha. Thì như này thì SV nó là object rồi. Đấy, cô để SV3 đi ha, hoặc là comment đống này lại này. Comment cái này lại đi ha. Rồi. Đây. Cái anh SV này object này. Các bạn có thể là alert cái gì ạ? Hoặc là lock ra đi ha. Lock ra cái anh type of đúng không? Cái anh SV này. Nó là kiểu object này, thấy không ạ? Rồi. Thì nó là object rồi đó các bạn. Rồi bây giờ này, thì thuộc tính của nó sẽ tổ chức như thế nào? Nếu là đít chấm mã số sinh viên thì nó sẽ ghi là như này ạ. Mã số sinh viên 2 chấm PS01 họ tên 2 chấm, ví dụ như là công, điểm 2 chấm 8 như vậy. Thì các bạn lưu ý cho cô là các bạn vừa tạo một đối tượng thôi. Một đối tượng thôi. Vậy các bạn muốn tạo đối tượng thứ hai. Muốn tạo đối tượng thứ hai thì các bạn phải để là SV2. Đây, SV2 đây. Đấy, giờ cái này để là hoàn đi ha. Đấy. Đấy, 8.5 ví dụ thế.
nếu để như thế thì các bạn đang tạo một đối tượng thứ hai. Vậy là mỗi lần tạo object các bạn chỉ tạo được một object thôi, theo cách này mỗi lần chỉ tạo được một object thôi. Nó giống cách cũ, nó giống cách tạo phía trên. Và một câu hỏi thứ hai nữa là các bạn có tạo được cái method trong cái object này không? Được, tạo được, nhưng người ta ít làm vậy lắm. Ví dụ như là xếp loại, cô lấy luôn cái xếp loại này nhé. Đây. Được như các bạn, phải xếp loại. Cô sẽ bỏ hết cái comment này đi ha. Đấy, các bạn nhìn thấy nó hay lắm. Đây, cái function xếp loại hoàn toàn viết được nha, hai chấm luôn. Đấy, viết được luôn, viết được luôn, gọi được luôn. Đấy, cái hàm xếp loại đây, được luôn. Ví dụ cô sẽ lốc ra nha. Cô lốc ra là sv chấm họ tên. Rồi cô lốc ra cái anh sv chấm xếp loại. Đó, công giỏi, lốc ra được bình thường. Bình thường. Nhưng mà bây giờ tôi làm tiếp cái phía cái sv này, tôi lại phải copy ông này xuống nha. Nó kỳ cục lắm. Các bạn thấy là cái hàm này mà nó lặp đi lặp lại, nó viết nó không hợp lý. Rồi cho nên là thường người ta sẽ không viết cái function vào đây. Người ta sẽ không viết cái method vào đây. Người ta sẽ không viết cái method vào đây nha các bạn. Vậy thì mục tiêu của anh này là làm gì? Xóa nha, nó bảo lỗi đó, tại vì anh này không có, nó bảo lỗi á. Thì mục tiêu của anh này làm gì? Mục tiêu của anh này là object này các bạn này. Mục tiêu chính của nó là để tổ chức dữ liệu nha, tổ chức dữ liệu. Tức là khi nãy cô nói các bạn á, người ta muốn lập trình nó dựa trên cái gì ạ? Cái đối tượng thực của cuộc sống đúng không ạ? Thì sinh viên là một cái đối tượng các bạn quản lý, ngoài đời cũng có. Vậy các bạn đưa vào trong cái lập trình, các bạn cũng là coi sinh viên là một đối tượng, thì các bạn cũng quản lý như thế. Và cái cách khai báo này nè, nó là khai báo dữ liệu nha các bạn. Nó chính là dữ liệu đấy các bạn, nó chính là dữ liệu đấy. Còn hàm thì các bạn viết riêng ra, viết riêng ra. Đấy. Và sau này cái tổ chức các object hoặc mảng các object các bạn, thì thường người ta dùng để các bạn tổ chức dữ liệu là chính. Function có thể viết riêng ra. Đó. Ví dụ cô muốn tạo mảng sinh viên ha, nhiều sinh viên, cô sẽ làm như sau. Tức là các bạn không quản lý một sinh viên, hai sinh viên, các bạn sẽ quản lý rất nhiều sinh viên. Thì khi đấy các bạn sẽ tạo mảng. Các bạn không tạo biến đó. Cái này được gọi là biến ha, biến object ha, kiểu object. Như các bạn tạo mảng các object, thì ví dụ như là constant array sv gắn bằng mảng là dấu mốc vuông này các bạn. Chưa? Đó, và các bạn để object vào đây. Một object phải. Đấy. Hai object. Đấy thế thôi. Đó. Và cái nhiệm vụ của anh object này này và mảng object này chủ yếu là nó tổ chức dữ liệu, và anh này chính là dữ liệu. Dữ liệu đấy các bạn. Ok không ạ? Còn để các bạn thao tác với anh này thì các bạn viết hàm ở ngoài. Viết hàm ở ngoài. Không viết trong object này. Các bạn khi nãy thấy cô viết thử trong object ấy, nó kỳ lắm, nó người ta không viết vậy. Mặc dù viết được ha, viết được, hoàn toàn viết được nhưng không viết vậy. Vậy thì người sẽ tổ chức mảng object sẽ là như thế này. Và để tôi duyệt, tôi in ra toàn bộ cái dữ liệu này thì tôi dùng vòng lặp thôi. Để duyệt mảng thì dùng vòng lặp thôi. Và khi làm việc với mảng thì các bạn vào đây, các bạn vào đây cho cô này, các bạn vào WPBASCOL ha. Các bạn vào JavaScript. Các bạn chọn vào cái mảng array. Hoặc là các bạn chọn vào reference. Reference ha. Các bạn chọn cho cô cái array. Array. Đây. Thì nó có tất cả những cái hàm
liên quan đến mảng, duyệt mảng, tìm kiếm với mảng, tất tật cật làm việc với mảng. Các bạn có mấy thứ các bạn phải làm rất là nhiều là chuỗi nè, chuỗi nè, chuỗi nè, string á, à string các bạn, rồi array nè, mảng nè, object nè, đấy, và function. Function thì là ok rồi, là những cái mà các bạn cần phải học, mà nhất là mảng, các bạn không thể nào né được mảng. Ngoài ra tất nhiên JavaScript nó sẽ bổ sung nhiều thứ cho các bạn, nhưng mà sẽ không không thoát được mảng đâu. Làm cái gì cũng ra đẩy ra mảng hết, tương tác mọi thứ đều đẩy ra mảng hết, hay gì đó. Thì nó cung cấp càng ngày, nó cung cấp cho các bạn nhiều phương thức để làm việc với mảng hơn. Đấy, rất là nhiều phương thức làm việc với mảng, chuỗi nữa. Ok, thì các bạn phải đọc những cái này, xem những cái này. Đấy, để xem những cái hàm này này, đọc xem nó trả về cái gì và đổi số truyền vào là cái gì, cách viết như thế nào. Đó, học thành quen thôi nhá. Cơ bản có thể không cần nhớ hết, mà làm nhiều nó sẽ nhớ, được không ạ? Ví dụ như cô lấy lốc cái dữ liệu này ra đi ha. Đây, có comment anh này lại nha. Cái này mỗi một object thở, cái này mảng này, có lốc anh này ra ha. Thì ví dụ cô dùng cái gì đấy ạ? À, cô dùng for cũng được ha, for x cũng được, okay. For x cũng được, map cũng được luôn. Map thì khác, map đây. Cô lock anh này ra ha, lock bình thường này, lock bình thường thì nó sẽ ra là array sv ha, nó sẽ ra dạng bảng cho các bạn ha. Đây mạng, đấy mạng, hai phần tử, đấy hai phần tử, hai object này. Đấy, object thứ nhất nè, object thứ hai nè. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi muốn tìm. Tôi muốn tìm. Hay. Tôi muốn tìm. Tôi muốn tìm cái anh mà có tên là Công, hoặc là có mã số sinh viên là PS001, PS01 hoặc PS02. Tôi muốn tìm thì nó có mấy cái hàm tìm, có file index, có file, có file index, có file, có index of, có last index of, nhiều lắm. Nhưng mà các bạn phải đọc nó là cái gì, cô chỉ cho các bạn cách đọc nha. Tìm thường các bạn sẽ để ý đến file. Rồi nghe nè, file thì nó sẽ return giá trị nha, nhớ là value of the first element in array that pass a test. Có nghĩa nó sẽ trả về cái giá trị của cái phân tử đầu tiên của mảng mà nó thỏa mãn điều kiện. Pass a test gọi là thỏa mãn điều kiện đó. Thì có thể có 5 phân tử thỏa mãn điều kiện, nhưng nó sẽ trả về một phân tử đầu tiên thôi. Ok nhé, phân tử đầu tiên thôi, được chưa? Rồi, cái file index of, à file index này, nó trả về, thay vì file là trả về value, thì file index nó trả về cái index của first element, cũng là first element, cũng pass test. Vậy là hai anh này giống nhau, hai anh này giống nhau, nó chỉ khác nhau một điều là anh này trả về giá trị và anh này trả về chỉ số. Ví dụ như tôi tìm anh này thỏa mãn điều kiện thì nó trả về số 0 nếu tôi dùng file index, còn nếu như mà tôi dùng file thì nó trả về cái mảng này cho các bạn, à, cái object đầu tiên cho các bạn, kiểu như thế, đúng không ạ? Vậy thì khi tìm, các bạn thấy hầu như tìm thì nó sẽ trả về cái phần tử đầu tiên hoặc phần tử cuối cùng. Index of thì cũng tìm trong mạng, à, và trả về cái vị trí, nhưng mà của cái lần xuất hiện đầu tiên á, for an element and return its position á. Còn last index of thì trả về cái vị trí cuối cùng, start end, tức là phần cuối á, mà nó thỏa mãn, đúng không? Return cái vị trí đó, position. Ok, vậy nếu như để tìm kiếm, nếu cần trả về giá trị thì tôi dùng file, trả về index thì tôi dùng file index, thế thôi. Vậy thì các bạn phải biết cách dùng, nếu không biết cách dùng thì bấm vào đây. Đó, không biết cách là chuyện bình thường nha, đừng có ngại tại sao mình không biết. Tại sao mà nhiều bạn thắc mắc cái này này, cô ơi, em không nhớ được code mà
Xong các bạn kia sao bạn không nhìn code bạn gõ được, mà em phải nhìn code em mới gõ được. Thì câu hỏi đấy thì nhiều bạn hỏi. Đơn giản thôi, trả lời dễ thôi. Cái bản mà không cần nhìn code bạn gõ được là bản gõ nhiều. Bản gõ nhiều bản thuộc rồi. Tự nhiên nó ngấm vào máu rồi. Còn bạn mà phải nhìn code gõ, thứ nhất là bạn gõ chưa quen, bạn gõ mới một lần vài lần à, chưa quen thì không nhớ, không nhớ thì lần sau không thể nào gõ được. Rồi các bạn nói là tại sao em không hiểu à, các bạn chưa hiểu được thì các bạn cứ làm cho nó chạy đã, làm nhiều lần tự nhiên nó sẽ ngộ ra. Còn nếu các bạn muốn mà hiểu ngay không có đâu, đừng có nghĩ là cô là hiểu ngay từ đầu, không có đâu, cô phải làm đi làm lại, hiểu không? Cô phải làm đi làm lại dễ gì. Rồi ok, đừng có sợ nha, nhiều bạn sợ nha các bạn, nhiều bạn sợ. Ôi tại sao, tại sao, không sao hết. Rồi bây giờ này hơi khó hiểu đúng không? Ok, hơi khó hiểu thì cô sẽ giải thích, nhưng mà nói chung là khó hiểu đấy. Thỏa mãn điều kiện, cái này phải sử dụng cái callback function, nó hơi khó đấy. Cô không muốn chỉ các bạn cái này đâu, tại vì nó đang khó. Cái dễ nhất là các bạn dùng vòng lặp for bình thường để các bạn tìm ra bản công hoặc tìm ra mã số PS01. Nhưng mà nếu dùng hàm file thì phải thật sự hiểu mới viết được. Phải viết được nâng cao mới viết được cơ. Nếu như cô dùng nâng cao thì cô dùng cái hàm file cô dùng nhanh lắm. Nó trả với object thì cô sẽ constant. À, constant là nó trả về cái gì ạ? SV đi ha. SV gán bằng array SV chấm file, cái hàm file. Hàm file này đối số truyền vào sẽ là cái phần tử đầu nó sẽ là cái item. Rồi, và thỏa mãn điều kiện là gì đấy ạ? Điều kiện của nó sẽ là gì đấy ạ? Là item chấm mã số sinh viên gán bằng bằng PS01. Rồi, các bạn lốc cái SV ra đi là thấy liền à. SV đi. Lốc cái SV này. Có phải ra bằng công không? Cô để 02 nè. Các bạn lốc cái SV đi, có phải ra bằng hoàn nào. Nhưng mà các bạn không hiểu cái này đâu. Các bạn để hiểu được cái này phải học tiếp, nhưng mà thôi. Ý cô nói là các bạn phải tìm hiểu đó. À, từ từ. Vậy để tìm kiếm hay là làm gì đó, duyệt cái mảng gì đó thì các bạn phải dùng vòng lặp thôi, vòng lặp for quen thuộc đúng không? Let y gán bằng 0, y nhỏ hơn phần tử của mảng là array SV chấm len y cộng cộng. Cái vòng lặp for cô dạy ở cái slide trước rồi, ở cái video trước, các bạn coi video trước nha, cô giải thích rất kỹ cái vòng lặp for nha, kỹ lắm luôn. Cô giải thích từng bước đó. Giả sử như cô muốn tìm một cái mã số sinh viên là PS01 thì tôi sẽ if nếu array SPI tại tức là phần tử tại vị trí y chấm mã số sinh viên mà bằng bằng cái anh PS01 này thì tôi sẽ lốc ra ngoài, không bằng thì thôi. Array SPI tôi sẽ lốc chính nó ra ngoài, còn không bằng thì thôi. Đúng không? Đương nhiên nó lốc này các bạn. À nhưng mà tôi để không không ba là không có ạ. Không ba không lốc đâu. Có đâu mà lốc? Tôi chỉ có hai ông thôi. Tôi chỉ có hai ông 01 02 thôi. Bây giờ sợt 03 không có thì thôi. Nó không lốc. Ví dụ như thế, các bạn phải dùng vòng lặp để các bạn duyệt cái mảng này. Và mỗi phần tử của mảng nó lại là một object. Cái này nó là một object. Thì truy xuất vào từng phần tử của object thì các bạn phải dùng dấu chấm thôi. Đó thì cái đấy là object các bạn đó. Còn một cách nữa là dùng cái class, nhưng mà class thì bản S6 các bạn mới biết là dùng class, nhưng tôi sẽ không giảng cái class ở đây. Bạn nào thích nghiên cứu bạn đọc, tức là nó dùng cái từ khóa là class tạo là sinh viên giống như cái mẫu á, nó giống như cái mẫu này này đấy, nhưng mà nó không không gọi là nó không gọi là mẫu, mà trong này nó sẽ chứa một cái constructor ha.
Con chapter này cũng giống anh này, không khác một cái gì, cô thì copy luôn. Hay cái là cô copy luôn, nó giống y xì, không khác cái gì đó. Tôi copy luôn này. Đấy. Đấy, để copy để các bạn hiểu nó giống nhau á, chứ không có gì á. Ok. Đó, y xì. Bản chất là giống nhau. Đấy. Đấy, ok không? Đó. Thế thôi. Rồi cái hàm thì các bạn viết ở dưới này, sau con chapter cái hàm này này. Thế đấy, xếp loại cho các bạn nó viết ở dưới. Đó, xếp loại. Đó. Ok, viết ở đây. Ok. Hoặc là xếp loại bằng function cũng được. Viết vào đây. If gì đó, đít chấm các thứ viết tương tự ha. Thôi cái này cô không có chỉ nữa. Các bạn về coi, tại vì các bạn chưa học tới cái này, bỏ coi cái này ha. Đấy, khi nào cần thì cô sẽ chỉ. Bây giờ cô sẽ làm cái bài liên quan đến cái object và cái DOM ha. Đây. À, các bạn cô sẽ làm một cái về sinh viên. Cũng là sinh viên này đi ha. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu lên trên table. Cô không có lốc nữa. Cô để dữ liệu lên table này. Trên DOM. Ok, dưới đây là dữ liệu của cô ha. Cái này cô tạm thời cô xóa cái này đã ha. Đây, đây là dữ liệu của cô ha. Bây giờ cô cần đổ dữ liệu lên cái anh này, body này. Một cái dạng cô để đổ lên table ha các bạn. Đây. Rất đơn giản ha, table. Trong table cái thẻ TR. Thẻ TR là thẻ hàng. Thẻ TD là thẻ cột ha. Đây, cô để thẻ TR này. Xong rồi TH nè. Các bạn nhấn cho ba nè. Nó ra ba cái thẻ TH ha. Ở đây cô để là gì ạ? À, cái đây là mã số, mã sinh viên nè. Ở dưới này cô để là họ tên nè. Đấy, ở dưới này cô để là cái gì các bạn? Cái này cô để là điểm nhé. Ok. Được chưa? Cô để cái width. Width bằng 100%. Đấy, sẽ đi ra hết ha. Rồi border bằng 1 đi ha. Các bạn thấy nó bố màu đỏ á. Bố màu đỏ đấy có nghĩa là nó không có dùng nữa. Nhưng nó vẫn chạy nhá. Nó cũ rồi, không dùng nữa nó vẫn chạy nhá. Các bạn thấy nó màu đỏ á. Kệ nó, vẫn chạy được mà. Mình dùng demo cho vui thôi. Rồi, ở dưới này sẽ là dữ liệu nha các bạn. Dưới này sẽ là dữ liệu cho TR. TD nhân 3 đi ha. Cái này ví dụ như là PS01 đúng không? Này, công ở đây đúng không? Ở đây là điểm 8 đi ha. Thì cái dữ liệu này nè là dữ liệu các bạn gõ vào phích cứng. Nhưng mục đích của cô là cô muốn đẩy cái dữ liệu này lên nè. Cô muốn đẩy đúng cái dữ liệu này đưa lên nè. Thì cô phải đẩy như thế nào? Bây giờ nhá. Có nhiều cách để đẩy lắm. Nếu mà nói về cái đốm á thì nó rất là nhiều. Cô chỉ cho các bạn cách tương đối đơn giản thôi, có nhiều cách lắm. À, cô sẽ dành một buổi nói về đôm. Nhiều thứ lắm các bạn, rất là nhiều, mấy buổi cũng không không đủ cơ. Rồi, bây giờ cô sẽ thay cái dữ liệu này vào. Thay vào đây. Rồi, nhìn nhé. Thay anh này bằng dữ liệu chứ gì nữa. Trên này là tiêu đề, dưới này dữ liệu thì tôi sẽ đổ dữ liệu vào vị trí này luôn. Và nó sẽ phải lặp. Nó phải lặp tại vì tôi không phải một dòng mà nhiều dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng gì đó, đúng không ạ? Thì để đổ dữ liệu vào thì tôi sẽ có cách như thế này các bạn nhé. Tôi sẽ duyệt cái vòng lặp này, for, tôi quay lại cái vòng lặp for cái nãy mình gõ for cho nó quen tay nha các bạn. Let y gắn bằng không này, y nhỏ hơn này, rsv chấm len này. Dùng for x cũng được nhé, nhưng mà tôi sẽ giải thích for x sau. Rồi, bây giờ tôi đổ dữ liệu vào này, đúng không? Cái này là một dòng, đúng không? Đấy, mà tôi không phải chỉ có một dòng đâu nhé, tôi nhiều dòng. Thì có nhiều cách. Cách thứ nhất là append child, cách thứ hai là nối dòng thôi. Nối dòng.
Cái này được coi là một dòng. Và nhiệm vụ cô sẽ nối dòng. Cái này chính là cái dữ liệu này, cái này là hàng này, cột này, và cái này chính là cái dữ liệu ở đây đưa xuống này. Đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ nối dòng. Đầu tiên là tôi coi cái này là một dòng đúng không? Str gán bằng. Tôi coi nó là một dòng. Và các bạn có cái dấu huyền này này. Dấu bách tích này này. Bây giờ nó là một cái dấu rất là cực kỳ lợi hại. Nghĩa là khi các bạn dùng dấu bách tích, các bạn xuống dòng, các bạn không cần phải thêm bất kỳ một ký tự gì cả, nó vẫn không lỗi. Đây, nó nối, nó là template mà. Hiểu không? Nó gọi là template string mà. Nếu các bạn để dấu nháy đơn hoặc nháy kép nha, nháy đơn và nháy kép, thì các bạn thấy nó sẽ bị lỗi nè. Bị lỗi nè. Đấy, muốn không lỗi thì các bạn phải nối chuỗi. Muốn không lỗi thì phải nối chuỗi, rất là phức tạp. Đấy. Muốn không có lỗi thì phải nối chuỗi, rất là phức tạp. Đấy, cộng, cộng. Nối chuỗi rất là phức tạp nha. Nếu muốn không lỗi ha. Nối à, nối hết lỗi ngay. Đúng không? Đó, các bạn thấy cô làm cực không? Cực, rất cực đúng không? Rồi. Các thao tác cực khổ như vậy tôi chỉ thay bằng cái dấu bách tích thôi. Cái dấu huyền này thôi. Cô gọi là dấu huyền là xong. Không lỗi. Đúng không? Cái này là một dòng dữ liệu này các bạn. Ok chưa? Rồi. Cái dữ liệu này nè. Thì các bạn thấy là ở đây nó đổi nè. Đây là dòng rồi, đây là hàng rồi. Cột rồi. Bây giờ dữ liệu đây đổi nè. Vậy dữ liệu đây là hiển thị cái gì? Khi y bằng 0 thì array 0 thì nó chạy cái dòng dữ liệu này. Thì ở đây nó phải hiển thị là PS01 0 và 8 điểm vào đây. Nhưng mà khi y chạy bằng 1, tăng lên 1, nó chạy bằng 1 thì nó phải hiển thị cái dòng này. Tức là phải PS02. Vậy thì cái dữ liệu nó phụ thuộc vào phần tử của mảng này. Vậy thì đây là mảng. Vậy thì phần tử của mảng sẽ là gì? À, để đổ dữ liệu thì các bạn đừng quên là để đô la dấu móc nha. Đấy, để là hiển thị dữ liệu vào đó. Thì ở đây nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là array này. SV. Rồi, duyệt từng phần tử y này. Đó, chấm mã số sinh viên này. Tương tự cái vị tiếp theo sẽ là tên và vị trí tiếp theo sẽ là điểm đúng không? Tên. Đó, họ tên. Và đây sẽ là điểm. Ok không? Đấy, quá dễ đúng không ạ? Vậy là ở đây thì mỗi lần vòng lặp này nó duyệt thì cái hàng này dữ liệu nó sẽ đổi. Ok không ạ? Rồi, tôi sẽ gán cái dữ liệu này cho anh này. Table. Rồi, mình sẽ có gì đây ạ? Document.query selector. Mình phải lấy được table chứ. Rồi, cái table của cô. Rồi, chấm inner text, inner HTML bằng cái str. Rồi. Chạy thử cái. Str phải cộng bằng cô ạ. Bình tĩnh. Ok, cô hiểu, cô biết mà. Rồi, nhìn nha. Nó sẽ clear hết nè. Nhìn nha. Nó sẽ clear hết nè. Khi nó tôi gán bằng str, nó sẽ clear hết tiêu đề đúng không? Rồi, nó sẽ clear. Nó lấy một dòng thôi. Nó lấy dòng và đương nhiên nó sẽ lấy dòng cuối cùng. Tại vì là dòng đầu nó chạy xong, nó dòng tiếp theo nó chạy tiếp, nó đè lên. Nó cuối cùng, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chưa ổn đúng không các bạn? Vậy thì một, làm sao để mà thứ nhất là cô sẽ giữ lại được cái dòng tiêu đề này. Thứ hai nữa là dữ liệu nó sẽ được lập và nó phải nhận được dữ liệu lập này. Thì có một cách. Tức là mình sẽ đặt cái biến str này ở ngoài cái vòng lặp for và cô gán cho nó cái tiêu đề. Đồng ý không? Đấy. Cô sẽ gán là va str gán bằng dấu bách tích luôn nha. Đấy. Tôi gán bằng tiêu đề. Xong đó thì ở đây tôi sẽ nối. Nối chuỗi. Nghĩa là mỗi lần lặp được một dòng
Thì tôi lại lặp tiếp, tôi lại nối tiếp theo. Tôi lại nối tiếp dòng. Đây, ở đây cái này phải để ra ngoài, không để trong vòng lập for được. Vòng lập for thì nó đè mất, đúng không ạ? Đây, để vòng lập for nó đè này. Thì anh này phải để ngoài vòng lập for. À, thấy chưa? Anh này phải để vòng lập for. Ok. Rồi. Và anh str này thì ở đây không gán được, gán thì nó mất. Khi mà gán thì cái chain nó mất. Thì có một cách là các bạn nối chuỗi. Tức là str bằng str cộng với chuỗi tiếp theo. Đây, cộng bằng nhá. Cái câu lệnh cộng bằng ấy thì nó là tương đương với gì? Ví dụ như này nhé. X cộng bằng 5. Cộng bằng 5. Thì nó sẽ tương đương với x bằng x cộng 5. Có nghĩa là str cộng bằng chuỗi này thì nó tương đương với str bằng str cộng tiếp chuỗi này, nghĩa là str trước có anh này rồi, nó cộng tiếp. Cái này được gọi là cộng dồn lại, cộng dồn lại. Thì có phải là nó sẽ được kết quả như các bạn mong đợi không ạ? Được chưa? Thì đây là một cách. Ok. Nghĩa là dữ liệu sẽ được cộng dồn. Bây giờ các bạn thêm anh nữa nha. Đây. Thêm anh nữa, ví dụ PS03. Đấy, ví dụ như là Cẩm Giang đi ha, Cẩm Giang. Đấy, 9 hoặc là 7, 7.5 đi ha. Thì nó sẽ list Cẩm Giang ở đây. Ok chưa? Đấy, sẽ list vào đấy. Ok chưa? Nhá. Đó, thì dữ liệu nó sẽ đổ ra như thế này. Đây là cách đổ dữ liệu các bạn nhé. Có một cách thứ hai. Có một cách thứ hai. Tức là các bạn thấy là cả cùng này nè, thẻ TR này nè, là sẽ con của thẻ table. Có ba, có một cách nữa cơ, tức là ba cách cơ. Nhưng mà thôi tôi cứ làm từ từ. Hai cách trước đi. Thẻ TR sẽ là con của table. Thì cái anh này có phải là con table không? Thì mỗi lần tôi sẽ nối chuỗi, append child, nối chuỗi, nối con vào. Thêm con vào, thêm con vào thì trong nốt nó có một cái gọi là open child. Rồi tôi thử các bạn coi nhé. Cô sẽ comment cái đống này lại. Ok không? Đấy, comment đống này lại. Ok, nói. Vậy thì tôi thêm một dòng thì tôi nối vào đây, gọi là open child ha. Rồi, vòng lập for giữ nguyên. Tôi để tôi copy luôn. Vòng lập for giữ nguyên. Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ tôi con của nó này. Nhìn nhá. Cái này vẫn là thẻ table ha. Đây. Đây. Và v table sẽ gán bằng cái anh này. Tôi vẫn lấy thẻ table như bình thường. Rồi. Tôi sẽ tạo một cái thẻ. Tôi dùng một cái tôi dùng tôi tạo một cái thẻ ha. Và cái anh là row. Row ha. Gán bằng document.create element. Create element. Tôi tạo cái thẻ TR. Đó. Ok. Tạo ra thẻ TR ha. Rồi. Tạo thẻ TR. TR của cô đâu ạ? Đây. Xong đấy là cô sẽ tạo tiếp cái thẻ TD con của TR á. Đúng không? Thẻ TD của con của thẻ TR này. Ok. Vậy thì từng tạo từng cái cũng được. Mà tạo dùng vòng lặp cũng được. Thôi tôi tạo từng cái đi. Và column 1 sẽ gán bằng. Đúng không? Cũng document. À, thẻ TD. TD thứ nhất, cột thứ nhất tạo thẻ TD thứ nhất. Xong đấy tôi add nội dung cho thẻ TD. Column 1 chấm in tag đi ha. Gán bằng. Tôi lấy đúng cái array này chấm mã số sinh viên tôi add vào. Đó. Rồi, tôi lấy row chấm append child. Tôi add con của thằng TR này. Rất là dài dòng đúng không ạ? Rồi, column 1. Ok.
Vậy tôi được một column. Đúng không? Một column. Rồi. Sau đó tôi lấy thẻ TR về table. Tôi lại nối open child. Add cái thằng row vào. Rồi, thử test nha. Có phải ra ba column không? Rồi, muốn có ba một column, muốn có ba column thì copy ông này thôi. Hơi dài dòng đúng không? Đấy, column 1, column 2, column 3. Cái này là column 2. Column 2 chấm. Rồi, row add column 2. Rồi, column 3. Column 1, column 2, column 3. Column 3 chấm. Tôi add 3 cột mà. Nối con vào thôi. Cái này là nốt nè các bạn. Rồi, cái này chấm mã, cái này chấm tên. Họ tên chứ các bạn, họ tên một cái này là điểm. À, đây là một cách. Đây là một cách nữa. Được hai cách, có một cách nữa, dùng table cơ. Mình không còn open child nữa mà mình là dùng cái cell các bạn. Add, row và add cell. Cái ô 11:30 rồi. Dã man thật. Đấy. Thì cái này là dùng để đổ ra dữ liệu. Ok. Rồi. Ok.